của mình đúng không? Chậm. Ờ thì ok, hãy khắc hát đi xong chị khắc ấy. Con trai cưng của mẹ cắn kẹo. Thích ăn diện lấy lê đúng không? Thích cắn kẹo đi. Thích ăn diện. Đúng rồi. Con trai cưng của mẹ thích ăn diện lấy lê. Bạn bè gọi có mặt nhưng ba mẹ nói là nó không nghe. Con trai cưng của mẹ chơi hết đời tuổi trẻ, hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé. Vì nó là con trai cưng của mẹ đó. Con trai cưng của mẹ đó. Con trai cưng chưa bao giờ ngón tay từ khi ba đẻ nó. Con trai cưng của mẹ. Con trai cưng. Sai sai nó vậy. Đọc đi. Đọc lời. Ở ngoài kia phong ba gì đấy chứ không biết. Ở ngoài kia phong ba bảo tố về nhà mẹ che. Con trai không bao giờ nhớ mẹ. Con trai không tâm sự với cha. Con trai chưa bao giờ phải khóc trừ khi cái này thích là mới ra. Từ bé thì ba đã đi làm ăn xa. Mẹ là chủ cả tối nào cũng tăng ca. Nên những cuộc vui sẽ không bao giờ dừng lại đến khi cái ngày ông già nó băng hà. Con trai cưng chưa từng tự mình đứng vững hai chân. Gọi là con trai cưng. Quan tài ẩm bưng gọt đèn này. Con trai cưng. Đây, thằng xanh con cái gì đây? Good damn it, con trai thế nào vậy? Hỏng rồi. Đấy, đây là màn ngẫu hứng 14,4 nghìn rồi em ơi. Cái sự không tập trung. Ôi. Đấy, 14,4 nghìn đấy. Trời này đã ăn sáng chưa? Bên đây nắng hay mưa, anh và tôi thật xa. Mai mê tình nhen nhau. Em